ngày 26 tháng 1 năm 2013, Liên đoàn Lao động huyện tổ chức hội nghị tổng kết năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014, tổ chức chương trình Tết Xuân Vầy Xuân Chia Sẻ năm 2014. Hiện trên địa bàn toàn huyện có 178 công đoàn cơ sở. Chất lượng đoàn viên, công nhân viên chức lao động từng bước được nâng lên. Tiền lương bình quân, khối hành chính sự nghiệp là 6 triệu 150 000 đồng trên người trên tháng. Khối doanh nghiệp là 5 triệu 600 000 đồng trên người trên tháng việc thực hiện các chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, chế độ ốm đau thay sản, tiền lương, tiền thưởng Tết v.v. được các đơn vị cơ quan doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định, đảm bảo đời sống cho công nhân viên chức lao động. Các hoạt động chăm lo cho công nhân viên chức lao động được tổ chức thực hiện có hiệu quả. Chương trình Tết Xuân Vầy, Xuân Bình An, Tháng Công Nhân, các hoạt động thăm hỏi, chăm lo, trao quà nhân dịp lễ Tết cho các đoàn viên, người lao động và nhiều hoạt động chăm lo khác với số tiền hơn 3,6 tỷ đồng. Các doanh nghiệp đơn vị phối hợp với chủ sử dụng lao động thực hiện thưởng lương tháng thứ 13 cho người lao động. 187 đoàn viên bị ốm đau nặng được thăm hỏi với số tiền là 490 triệu đồng. 68 cháu là con công nhân viên trước lao động có thành tích cao trong học tập được tặng học bổng với số tiền là 48 triệu đồng. Khánh Thành bàn giao 14 nhà máy ấm công đoàn với số tiền là 525 triệu đồng tiếp tục thực hiện có hiệu quả nghị quyết 7c của ban chấp hành tổng liên đoàn lao động Việt Nam khóa 11 về chất lượng bữa ăn ca của người lao động. Trước những kết quả nổi bật đã đạt được của liên đoàn lao động huyện trong năm 2013, đồng chí phó chủ tịch thường trực liên đoàn lao động tỉnh Trịnh Thị Hoa đã ghi nhận đánh giá cao. Đồng chí mong muốn trong năm 2024 và những năm tiếp theo, liên đoàn lao động huyện tiếp tục được phát huy, thực hiện tốt chức năng đại diện Bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của người lao động. Tại hội nghị tổng kết thừa ủy quyền của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đồng chí Trịnh Thị Hoa, Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo huyện đã trao cờ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho công đoàn cơ quan ủy ban dân huyện, trao bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho một tập thể và 6 cá nhân. Trao cờ của Liên đoàn Lao động tỉnh cho Liên đoàn Lao động huyện và công đoàn xã đồng lợi trao bằng khen cho 6 tập thể và 10 cá nhân, trao giấy khen của Liên đoàn Lao động huyện cho 9 tập thể và 18 cá nhân. Cùng ngày, Liên đoàn Lao động huyện cũng đã tổ chức chương trình Tết Xuân Vầy Xuân Chia Sẻ năm 2014. Tại chương trình Liên đoàn Lao động tỉnh, Liên đoàn Lao động huyện đã trao 5 nhà máy ấm công đoàn, trao hỗ trợ 42 xuất quà cho 42 đoàn viên ốm đau, số tiền từ 1 đến 5 triệu đồng trên một đoàn viên, trao 180 xuất quà mỗi suất trị giá 1,3 triệu đồng, trao 350 xuất quà mỗi suất 500.000 đồng. 250 đoàn viên được hỗ trợ 300.000 đồng trên người mua sắm trên sàn giao dịch trực tuyến. Tổng số tiền chăm lo trên 1 tỷ đồng.